Bây giờ cô và các em phân tích bài thơ thứ hai, bài thơ đi đường tẩu lộ của bác. Các em biết không, hơn một năm bị bắt vô cớ ở Quảng Tây, Trung Quốc, bác đã bị giải đi hết nhà lao này đến nhà lao khác. Mỗi lần bị giải đi là một lần rất gian khổ. Tay bị trói giật cánh khủy, cổ mang xiềng xích, có sáu người lính mang súng giải đi, dầm mưa giải nắng, trèo núi qua truông trong bài thơ hụt chân ngã bác có ghi còn tối như bưng đã phải đi đường đi khúc khuỷ lại gồ ghề rồi trong bài mới đến nhà lao thiên bảo năm mươi ba dặm một ngày trời áo mũ ướt đầm dày tả tơi nhưng dù khó khăn gay go đến mấy bác hồ vẫn lạc quan tin tưởng chịu đựng mọi gian khổ với cách tư duy đặc biệt tích cực chủ động đầy tinh thần lạc quan cách mạng cô và các em cùng phân tích bài thơ nhé trước hết chúng ta sẽ đọc diễn cảm bài thơ đi đường tẩu lộ tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan trùng sang chi ngoại hụ trùng sang trùng sang đăng đáo cao phong hậu vạn lý dư đồ cố miệng gian đi đường mới biết gian lao núi cao rồi lại núi cao chập trùng núi cao lên đến tận cùng thu vào tầm mắt muôn trùng nước non hồ chí minh nhật ký trong tù ta đi vào phần thứ nhất đọc và tìm hiểu phần chú thích thì phần chú thích cũng giống như trong bài ngắm trăng các em có thể tham khảo bài ngắm trăng nhé Trong tác phẩm này cô chỉ chú ý các em Ở phần phiên âm chúng ta thấy thể thơ là tứ tuyệt Nhưng sang phần dịch thơ thì tác giả Nam Trân lại dịch sang thể lục bát Khi học tác phẩm này các em chú ý nhé Cô và các em sang phần hai la mã đọc và tìm hiểu bài thơ. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi vào phân tích hai câu thơ đầu. Ta đọc lại câu thơ thứ nhất nha các em. Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan. Đi đường mới biết giang lao. Các em hãy tìm và chỉ ra nghệ thuật trong câu thơ này. Các em hãy phân tích giá trị của nghệ thuật ấy. Nghệ thuật điệp ngữ, tẩu lộ. Nhấn mạnh nỗi giang lao của người đi đường. Giọng thơ trở nên đầy suy ngẫm đó là suy ngẫm thấm thiế rút ra từ bao cuộc đi đường chuyển lao triền miên đầy khổ ải dầm mưa dải nắng trèo núi qua truông của chính tác giả chỉ có người nào đã từng trải qua từng thể nghiệm thì mới thấu hiểu đầy đủ cái sự thật hiển nhiên đó và mới thấm thiế mấy chữ đi đường khó tẩu lộ nan như vậy ở câu thơ thứ nhất tác giả đã sử dụng nghệ thuật điệp ngữ giọng thơ đậm chất suy tư mạnh mẽ câu thơ thứ hai trùng sang chi ngoại hụ trùng sang hết lớp núi này lại tiếp đến lớp núi khác núi cao rồi lại núi cao chập trùng nếu câu thơ thứ nhất đơn sơ nhưng mang nặng suy nghĩ, cảm xúc và gợi ra ý nghĩa khái quát sâu xa vượt ra ngoài chuyện đi đường núi thì câu thơ thứ hai lại cho thấy đi đường khó như thế nào. Vừa đi hết lớp núi này thì lại gặp ngay một lớp núi khác, khó khăn chồng chất khó khăn, gian lao tiếp liền gian lao câu thơ chữ Hán hai lần lặp lại trùng sang lớp núi với chữ hụ lại ở giữa đã làm nổi bật hình ảnh thơ vừa nhấn mạnh vừa làm sâu sắc ý thơ. Các em chú ý sắc thái biểu cảm của những chữ như là tài tri mới biết ở câu số 1, chữ hụ lại ở câu số 2. Ta thấy thấp thoáng nhân vật trữ tình, người tù cách mạng Hồ Chí Minh đang cảm nhận thấm thía suy ngẫm về nỗi gian lao triền miên của việc đi đường núi cũng như của con đường cách mạng con đường đời ta tiếp tục phân tích hai câu thơ cuối trùng sang đăng đáo cao phong hậu núi cao lên đến tận cùng quan sát kỹ câu thơ thứ ba này nhé đây là câu chuyển có vị trí quan trọng trong bài thơ em hãy cho cô biết xem hình tượng thơ trùng sang và nhân vật trữ tình trong câu thơ có sự chuyển biến. Em hãy cho biết sự chuyển khác ấy và nhận xét về nghệ thuật của câu thơ. Trong một bài thơ tứ tuyệt đường luật thì câu chuyển thường có vị trí riêng, nổi bật, hình tượng, ý thơ ở câu này lắm khi vút lên bất ngờ làm chuyển cả mạch thơ. Ở bài đi đường này các em, Câu 3 là như vậy đó. Nếu hai câu trên đều chỉ nói nỗi gian lao của đi đường, dãy núi này tiếp liền với dãy núi khác thì sang câu thơ này, mạch thơ đã chuyển khác. Mọi gian lao đều đã kết thúc, lùi về phía sau. Người đi đường lên tới đỉnh cao chót, trèo lên tới đỉnh cao chót, đăng đáo cao phong hậu là lúc gian lao nhất, nhưng đồng thời cũng là lúc mọi khó khăn vượt kết thúc người đi đường đứng trên đỉnh cao từ tư thế con người bị đày đọa tới kiệt sức tưởng như tuyệt vọng người đi đường cực khổ ấy bỗng trở thành người du khách ung dung say sưa ngắm phong cảnh đẹp vạn lý dư đồ cố miệng gian thu vào tầm mắt muôn trùng nước non theo em câu thơ diễn tả tâm trạng gì của người đi đường núi hình ảnh thơ ý nghĩa thơ còn mang một tầng ý nghĩa khác theo em đó là ý nghĩa gì thu vào tầm mắt muôn trùng nước non câu thơ diễn tả niềm vui sung sướng bất ngờ phần thưởng quý giá đối với con người đã trèo qua bao dãy núi vô vàng gian lao nhưng còn ngụ ý nói đến niềm hạnh phúc hết sức lớn lao của người chiến sĩ cách mạng khi cách mạng hoàn toàn thắng lợi sau bao gian khổ hy sinh qua câu thơ ta thấy thấp thoáng hiện ra hình ảnh con người đứng trên đỉnh cao của thắng lợi với tư thế làm chủ thế giới như vậy các em thấy không không những câu cuối cùng có hai lớp nghĩa mà cả bài thơ cũng có hai lớp nghĩa nghĩa đen nói về việc đi đường núi nghĩa bóng ngụ ý về con đường cách mạng đường đời bác hồ muốn nêu lên một chân lý một bài học rút ra từ thực tế hàng ngày của chính bác con đường cách mạng là lâu dài và vô cùng gian khổ nhưng nếu kiên trì bền chí để vượt qua gian nan thử thách thì nhất định sẽ đạt tới thắng lợi rực rỡ. Các em đọc phần ghi nhớ sách giáo khoa. Các em chú ý phần luyện tập. Các em đọc diễn cảm lại bài thơ Đi đường, tìm những câu nói, câu ca dao tục ngữ có nét chung nghĩa với nghĩa bóng của bài thơ. Các em có thể ghi những câu nói, câu ca dao tục ngữ này vào trong vở bài tập. Chỉ cần khoảng từ 3 đến 5 câu thôi nhé các em. Các em ghi vào vở phần nội dung của bài thơ nhé. Về phần củng cố bài học và hướng dẫn chuẩn bị bài mới, các em nhớ học thuộc lòng phần phiên âm và phần dịch thơ của bài thơ đi đường. Các em học thuộc phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 40. Các em làm phần luyện tập vào vở bài tập và cuối cùng là các em chuẩn bị bài chiếu về đô của Lý Công Uẩn bằng cách các em đọc kỹ văn bản và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 51. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi. Các em nhớ nộp lại bài tập cho các giáo viên của mình 5 ngày sau khi video lên trang học trực tuyến. Hẹn gặp các em trong tiết học sắp tới.